Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn ly chè Thái Nguyên cho thắm tình quân dân. Phải châm vào, ăn ở như bát nước đầy. Mời các đồng chí, hôm nay có ly chè nó màu của nó tương đối đẹp nha. Có một người anh em ở đất chè Thái Nguyên gửi tặng mình. Cảm ơn người anh em đất Thái. Trông màu nó thế này thôi đấy, thế nhưng mà uống vào lúc sau là cái cổ họng nó rất chi là ngọt, êm, dịu, mà ngửi cũng thơm đấy. Người anh em ở đất chè chia sẻ với mình trước khi uống là phải ngửi, các đồng chí lưu ý nhé, không phải là gì chè cũng phải ngửi đấy, thì mới cảm nhận được hết những cái vị của nó. Báo cáo với lại các đồng chí, bây giờ mình tiếp thị giới thiệu tới các đồng chí 1, 2, 3, 4 chiếc loa, tức là hai cặp loa dàn, loa có thương hiệu là Sony. Đấy. Nó có một cái khiếm khuyết duy nhất là nó bé thế này thôi. Thế nhưng mà cái tiếng bát của nó đưa ra phải nói là giật hết cả cửa mình, ngỡ ngàng luôn. Đi xa khoảng tầm 7-8 mét vẫn còn nghe thấy cái tiếng bát của cái loài nó đánh chục mét vẫn nghe rõ đấy, chứ nó không như những cái loa khác. Những cái loa khác cái ngồi trước loa nó đánh ầm ầm nhưng mà đi ra ngoài cái hết ngay, không còn tiếng bát. Nhưng cái loa này cái tiếng bát của nó đi xa nó như kiểu loa nghe ấy. Loa 10 AC 15 AC nó bé nhưng nó đánh rất to. Các cụ nhà ta thì có nói rằng nó bé nhưng cái ré nó to, đúng không? Pháo cầu to là sướng rồi. Bây giờ mình đo luôn kích thước tổng thể của hai đôi loa này, tức là 4 chiếc, nó như nhau nhá. Đấy. Chiều ngang của cái chiếc loa này là 21 cm, 21,2 này. Đấy, 21 cm chiều ngang. Chiều cao của nó là 32,5 cm. Chiều cao là 32,5 cm, chiều ngang là 21 cm, 21,2. Đấy, chiều sâu chiều sâu cái này sấp xỉ 26 cm, sấp xỉ 26 cm nhé. Đấy, chiều sâu là sấp xỉ 26 cm. Hai cặp nó giống hệt nhau nên là mình chỉ cần đo một chiếc thôi. Đấy, tổng thể thùng thì rất chi là đẹp. Đây. Cả mặt dưới đây này. Đấy. Đây là mặt đằng sau của nó đây. Đấy. Có đẹp không? Loa cũ như thế này là quá đẹp chứ không phải là đẹp. Đây Sony này. Đấy, Sony nhá. Có model là SSVX33 nha. Đấy. 33. Các đồng chí ăn sò, ăn ghẹ, sò lông, sò huyết chán này chuyển sang ăn 33. Con loa này cũng có số 33. Rất chi là đẹp. Đấy. Mấy anh em lô đề thích 3388 đấy nha. Hôm nay trời mây u ám nha. Đầu 8 đi 3, đầu 3 đi 8. 3883, 3388. Đấy. Đang quay video thì lại có một vị thượng đế gọi ở Gia Lai. Xin lỗi vị thượng đế. Đấy, cái loa bát ấy, bên trong. Cái này của nó là loa 2 đường tiếng, nhá. Đấy, loa 2 đường tiếng. Con này bát, con này vừa chung vừa chép luôn. Đấy, nhá. Loa 2 đường tiếng. Đây là một thùng nhá, vừa sẽ quay tiếp với cái thùng này. Đây. Đấy. Cái này nó không phải phồng đâu nhá. Đấy, nó không phải phồng đâu, tức là nó cũng đang có dấu hiệu thôi, đang có dấu hiệu của sự thoái hóa biến chất. Đấy, nhưng mà chưa đến mức trầm trọng nhỉ. Chúng ta chỉ cần chỉnh đốn lại là đồng chí này lại đâu vào đấy ngay, lại hoạt động nghiêm văn chỉnh ngay nhá. Đây, quay cái này. Đấy, đây là một cặp nhá. Đấy, đây là một cặp. Đây, Sony. Đấy, VX33. Đây là một cặp nhá. Mình đang
Nãy mình test test thử xem là chất âm của nó như thế nào để báo cáo với các đồng chí. So với cái tầm tiền của nó thì phải nói một câu là ngỡ ngàng. Không phải cái loa nào mình cũng dám nói câu ngỡ ngàng. Đấy. Vì sao? Vì khi mua về các đồng chí đấu vào các đồng chí nghe mà đúng là âm thanh nó không ngỡ ngàng thì lúc giờ nó chẳng ra làm sao cả. Đúng không? Đấy, thế nên là thông báo lại là nó bé thôi nhưng âm thanh ngỡ ngàng luôn. Còn đây là cặp thứ hai. Đấy, cặp thứ hai thì mình tháo ra, tại vì nguyên tắc của loa cũ về là mình phải tháo ra, mình kiểm tra đo đạc từng con một. Nhiều khi tai mình nha, nhiều khi tai cũng không thể tin được, cứ phải dùng cái thằng đồng hồ để đo Sony. Đấy, Sony thì cái này nó bằng nhựa, cái này nó bằng nhựa, cái này bằng nhựa. Đấy, cái loa cái này lại lồi lên để nó cái loa nó nằm vào đây. Đấy, cái loa để cái loa nó nằm vào đây như này. Đấy, tổng thể là cái loa nó nằm như thế. Mình tháo ra, tháo một cặp thôi, còn cặp này coi như thế là nó vẫn còn zin. Nó vẫn còn zin. Thì chỉ cần tháo ra một cặp thôi nha. Đây là bên trong của nó, đây bên trong này. Bên trong. Thì cái loa dàn thì nó không có phân tần. Đấy, không có phần đàn loa hai đường tiếng ở cái loa trên này, cái loa bé này nó có mỗi con tụ thế hết phim nha. Đấy, đây rất chi là đẹp, có đẹp loa dàn loa cũ như thế này là quá đẹp chứ còn chỉ nữa. Đây, đấy. Cái này cũng 33 này, đấy, cái này cũng VX33, tem mác còn đầy đủ cả. Đây chung là như đôi loa. Đôi loa này xứng đáng để sưu tầm nhé, xứng đáng để trải nghiệm. Thùng của nó cũng rất chi là đẹp, còn đẹp. Đây, đấy, có cái thùng này thì nó bị hơi hơi nha. Đấy, đây. Đấy, nó có riêng 4 chiếc thì có 1 chiếc này là nó như này. Nhưng cái này bây giờ mình xử lý cái keo con voi 502 vào đây là ok ngay, không có suy nghĩ gì ở đây. Đấy, con. Đấy, con tí tí này rồi nhá. Đấy. Bên đây thì không không cái gì. Bên đây thì không cái gì. Nha, bên đây không có gì. Đây cũng 33 này. Đấy, cũng 33. Bên đây thì không có gì. Đây. Tổng thể. Nhưng mà tem mác thì vẫn còn. Đấy, chỉ có mỗi cái chiếc này là nó bị tí chỗ này. Đấy. Một nửa nhá, khoảng 10 phân. Còn đằng trước. Về cơ bản thì vẫn còn tốt. Với thùng vách các thứ của nó mình mở lớn thì mình nghe không có cái tiếng phè phủng gì cả, không có âm thanh lẻ. Nhá. Đấy. Không có âm thanh lạ gì cả. Đấy. Đấy. Thế bây giờ ta đo, ta xoay đến cái loa nhá. Đây này. Con này nó chơi hai nhiệm vụ, nhẹ nhẹ vừa check, nhẹ vừa trung. Đấy thì là nó to như thế này. Đấy, thế mình lấy cái thước mình đo, mình lấy cái thước mình đo nhá. Lấy cái thước mình đo. 10. Hơn 10. Cái này hơn 10. Đúng không? Đấy 10,2. Đấy, cái loa này 10,2 nhá. Đường kính là 10,2. Đấy, cái loa này lại vừa vừa check vừa trung luôn, vì nó kín. Đấy, nó kín. Ở những cái loa lời của loa trung của Nhật này là nó cứ kín như này để tránh cái trường hợp mà âm nó cộng hưởng nó tác động vào với lại cái màng này. Đấy, nó tác động vào cái màng này, màng giấy nhỉ. Tác động. Đây, loa này cũng từ đôi nhá. Đây. Đấy, Sony đây, đây đây có chữ Sony này. Đấy, Sony này. Đấy, Sony. Ở đây thì nó chỉ ghi Sony thôi chứ nó không với lại nó ghi tiếng Tây chứ nó không ghi bao nhiêu ohm, bao nhiêu watt nhá. Đấy, đây con tụ này. Đấy, duy nhất có một con tụ. Đấy. Loa này như kiểu nó lại đây này, nó lại có 3 dâu nha, hay chắc là dâu này là dâu trung âm đấy, còn dâu này là dâu check đúng rồi. Đấy, đây này vào đây nhá. Thế nhưng mà đây nó chạy qua con tụ nó lại vào đây tiếp. Cái loa này là hai tính năng nha. Đấy, vừa trung vừa check. Đấy. Đấy, các đồng chí nhìn rõ chưa. Đấy. Bây giờ tiếp theo đến cái loa bát của nó, cái loa bát của nó đây. Đấy. Loa bát đây. Đây cái loa này loa check thì nó cũng thế, hai cái giống nhau không có gì cả nhé.
đo 15 cm. Đấy. Đấy, 15 cm, 15 cm. Đây. Đấy, cái loa này nó bé như này thôi nhưng mà tương đối nặng đấy nhá. Tương đối nặng, cầm chữ hết cả tay. Cầm chữ hết cả tay. Đấy. Đấy. Cái nam châm lại còn làm cái sắt này nó gì? Từ cũng từ đôi đi này. Từ cũng từ đôi nhá. Đây, nhện này. Còn zin nhá. Đấy, loa này còn zin, còn nguyên zin, chưa quấn lại. Đấy. Duy nhất là có một cái sợi dây này này, nó có cái râu. Đây, có cái râu ra này này. Đấy, có cái râu ra này nó lâu ngày nó kém thế mình phải hàn lại nhá. Đấy, lâu ngày nó kém thì mình phải hàn lại là cái râu đấy. Không các đồng chí mua về các đồng chí phát hiện ra cái vết hàn thì nó chẳng ra làm sao cả. Đấy, mình nói luôn. Nhá. Đấy. Chứ còn ví dụ như mà không nói với đây này. Đấy, cái râu này nhá. Đấy, cái râu này. Cái râu của nó lâu ngày thì nó kém nên là mình phải đổ thiếc vào. Đấy, đây. Đấy, chứ không là về đến lượt các đồng chí nghe được 3, 7, 21 ngày nó rụng râu ra để bỏ mẹ nha. Đấy. Mình phải nói luôn vào ngay, còn cái loa bên đây thì nó không việc cái gì cả. Đấy, cái loa bên đây là mình hàn cái râu như thế này. Đấy thì mình phải nói luôn nha. Mất lòng trước hơn được lòng sau. Đấy, chứ còn cái thể mà nó bị cái nọ cái kia mà mình không nói nha, gọi là bịp bịp người chỉ được vài trăm nghìn đấy. Thế nhưng mà khi người bịp lại nhá, người khác người ta bịp lại thì có khi hàng triệu nhỉ. Đấy. Thế mà rời nhiều lúc mà rời mà để ý đến thì rời lấy mẹ cả mạng thì toi nhá. Trên thực tế thì có rất nhiều đối tượng, có rất nhiều đối tượng coi như thế là những cái tật bệnh nó không bao giờ nó nói nhỉ. Mỗi một lần coi như thế là bán được những sản phẩm có tật có bệnh cho người khác đi, mẹ cứ vỗ đùi đen đét đấy. Nhưng mà mình thì không, nói luôn vào ngày. Ừ, gọi tiền bạc phân minh ái tình thì phải dứt khoát trắng đen rõ ràng. Đấy, các đồng chí cảm thấy ưng được bụng thì múc, không ưng được bụng lại đợi con khác. Đấy, chứ mình không giấu giếm cái gì, kiên quyết nhá, kiên quyết, kiên quyết không giấu giếm. Đôi bên kia, đôi bên kia thì không việc cái gì cả, còn đôi bên đây nó cũng không việc cái gì cả. Đấy, về bản chất là nó không việc cái gì cả. Đấy, cái dâu, cái dâu nó lâu ngày nó kém thì mình phải hàn lại thôi. Đây. Đấy. Cái dâu nhá, chứ còn đây cho các đồng chí xoay cái côn này. Đấy, không có dấu hiệu nhá, không có dấu hiệu. Không có dấu hiệu coi như thế đoạn đây này. Đấy, để cận cảnh này cho các đồng chí nhìn. Đấy, xoay 360 độ nhá. Xoay 360 độ này. Ăn nhau là cái côn này này, cái côn này nó chưa cuốn lại thì nó hay. Đấy, còn nó cuốn lại rồi thì nó bớt hay đi. Đây này, Sony này. Ồ, con này sản xuất ở Malaysia nha, Malaysia. Đấy, Malaysia. Đã kiểm tra kỹ rồi, hai con đánh rầm rầm rầm. Đấy, thế nhưng mà về cái vấn đề cái râu này, cái râu bên đây. Râu nào cũng phải chấm lại hết. Đấy, nó như kiểu âm ly như vậy nha. Đây. Cái râu nào ở chỗ này nó tiếp xúc nó kém nó lâu ngày. Đấy, nó rão ra nha. Nó rão ra thì bắt buộc mình phải củng cố lại. Đây là dâu côn này này, nhện này. Đấy, nét như Sony nhá. Đấy. Loa là zin, loa zin. Đấy, chỉ có mỗi cái là cái xử lý cái dâu ấy để cho nó chắc thôi, chứ còn đúng ra cứ để thế cũng được nhá. Để thế cũng được, về các công chí nghe 37 21 ngày là nó tịt. Đúng không? Đấy, mình làm như thế này nhá. Có khi 3.700 chưa trong ngày chưa chắc nó đã tịt. Nó không được, phải 37.000. 37.000 ngày chứ 3.700 thì ăn thua gì nhỉ. Thôi thế xin phép dừng clip vào đây. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.